đang bị lạnh, cho nên là sẽ bấm ngón chân út ở ngay bên cạnh là hai cái ngón chân út này này, bấm 90 lần. Cả hai ngón thì càng tốt, không thì một ngón. Và hôm đấy không có dầu, không có cao gì cả, em chỉ bảo cô cứ bấm 90 lần, cứ bấm chặt chặt xong để nhả ra, bấm chặt để nhả ra. Và sau khi làm cái đấy xong thì dùng tay vuốt ngược từ cái mũi đi lên lên trán. Thì một lúc sau là cô không gì vuốt cái tay nhiều bình thường. Dùng tay không như vậy. Đi tập yoga mà không có dụng cụ gì cả. Tập hai bên hông. Rồi, cảm ơn. Bên cạnh.